Thả ra. Không thả đấy. Thả ra. Không thả. Thả ra. Không thả. Ê ê mày mà thả ra. Không thả đấy. Ai rồi đại ca. Mày làm sao? Ui giời ơi, đây là con chó chứ không phải là con gì nữa. Cái chuyện nó cắn vai em. Con vợ của lão phú lại bảo con chó. Nó cắn mày à? Nó cắn, ui giời ơi. Mà cái con này lắm mồm lắm. Em nhét rẻ mồm thôi. Này, mày tưởng một mình mày bị cắn à? Mày nhìn tao này. Đấy, ui giời. Lúc nãy tao chói nó, tao không cẩn thận. Tao chói mỗi một tay. Thế mà nhoang một cái, vùng tay đấm tao một phát. Chân nó đạp một phát vào mạng trườn. Ui, đau quá. Thế thì có phải là cắn đâu. Báo mà danh thì... trần đời, tao chưa thấy một cái con nào mà nó lại giữ như con này. Con này nó phải là con hổ chứ không phải là con người. Đại ca, em bảo này. Thôi, mình mà bắt được con hổ như thế này ấy, thôi mình thả nó về rừng đi. Chứ không có thì nó ăn thịt hai anh em mình đấy. Không được. Hả? Mày điên à? Dạ. Mày biết đấy là ai không? Đấy là vợ lão phú, giàu lứt đố đổ vách ở cái làng cái tổng này. Nó ăn cướp của biết bao nhiêu dân lành, tiền nhà nó thiếu gì. Bây giờ mất bao nhiêu công mới bắt được vợ nó. Làm sao mà thả được. Này đại ca, thế mình không thả thì bây giờ anh em mình nhá, vác con mụ này đến trước cửa nhà lão ấy, xong là mình lấy tiền mình đi chơi. Sao lại có cái thằng đệ mà ngu như mày? Thì ngu nó như nào? Thì bây vừa... giờ tao với mày có hai thằng, thân cô thế cô, lừa mãi mà bắt con mụ kia. Bây giờ mang đến nhà lão phú nha. Nhà nó đông kẻ ăn người ở như thế. Sau đó báo quan, lính ở trên phủ nó xuống nó bắt. Chưa được ăn tiền đền nhà nó thì đã rũ tù, ăn cơm tù rồi, mày hiểu chưa? Ui trời ơi. Ngu. Thế thì, nhưng mà bây giờ nhá, em nói thật với đại ca nhá. Lúc anh em mình bắt con này này, may nhá là anh em mình đánh thuốc mê. Chứ nó mà tỉnh này, có bắt nó bằng mắt. Thế tao có ngờ đâu. Vợ lão phú tao tưởng là phải liễu yếu đào tơ. Ai ngờ con này nó dữ hơn cả chó ai chứ này. Thế thì thế, là chó nó mới cắn đấy chứ. Thế đại ca, thế bây giờ nhá, mình cứ ngồi đây mình đợi lão phú đến đây đòi người à? Không được, đợi biết đến bao giờ. Thế bây giờ mình làm thế nào? Thế này nhá. Dạ như nào? Bây giờ mày để tao nghĩ đã. Thế mà cứ để bây giờ mày để tao nghĩ đã, cứ như là nghĩ ra rồi ấy. Thì phải nghĩ thì mới biết là làm thế nào chứ. Nghĩ ra rồi phải như em thế này. Như nào? Em nghĩ ra rồi nhưng mà em không muốn nói. Thì mày nói đi. Đại ca nghe nhá. Các cụ có câu rồi. Có thực mới vực được đạo. Đúng. Bây giờ nhá, anh em mình đi ăn bữa, xong mình ngủ bữa, xong là tí mình dậy mình nghĩ tiếp. Mày ngu lắm. Tao tưởng mày nghĩ ra cái chuyện gì. Làm gì còn đồng xu nào mà ăn với gạo uống. Không giải quyết nhanh lên để lấy tiền thì chết đói chứ không phải là làm cướp được đâu. Thôi từ từ bình tĩnh. Xôn hả? Thôi. Bây giờ thế này nhá. Như nào ạ? Mày sẽ đến nhà lão phú. Vâng. Mày báo với lão là tao và mày đã bắt được vợ lão đang trói ở đây rồi. Nhớ. Là lão biết vợ lão đang bị bắt ở đây. Nhiều khi em không hiểu sao ấy. Đại ca có thể làm đại ca của em được. Thế nào? Mấy thằng nó bảo em là tại sao mày chọn đại ca gì mà khôn thế? Khôn rách rời ra. Thế làm? Thế em hỏi đại ca nhá, bây giờ em chạy sang nhà ông Phú. Xong em bảo ông ấy là này, ông kia, lão Phú kia, tôi và đại ca tôi bắt được vợ ông gì đấy. Ông muốn biết ở đâu không? Đi theo tôi. Không được. Thế thì nó sẽ tóm sống mày lại. Rồi nó dẫn lên đây. Thế đại ca tao lại phải chuộc mày. Thế đại ca thế thì đại ca ngu chưa? Thôi được rồi, từ từ để tao nghĩ. Ngu thì ngu. Thôi được rồi, có cách này. Bây giờ mày sẽ thảo cho tao một cái bức thư. Viết nội dung gay gắt vào. Như nào? Để lão Phú lão sợ. Lão phải bỏ tiền để chuộc vợ. Nội dung như thế này. Đây. Mình viết thư nạc danh à? Viết thư nạc danh. Dạ vâng. Cái này thông minh. Như này nhá. Dạ. Đây, mày viết nội dung này cho tao. Dạ. Lão Phú kia. Nhà mày nhiều tiền nhiều của đúng không? Con vợ mày đẹp nhất làng nhất tổng đúng không? Đúng không? Nhưng chúng ông.
đã bắt được vợ mày rồi. Bắt được rồi thì đúng là mình bắt được rồi. Vào nội dung chính thế nào? Bắt là bắt cóc. Bắt cóc. Vợ mày đã bị đánh tím chân. Tím chân. Đánh méo mồm. Ôi này, anh em mình bị mà, vợ nó có bị đâu. Thì mình cứ lạc danh như thế để cho nó sợ. Bây giờ thì chúng tao... Thì đại ca cho em phát cắn nhá. Vừa rồi nhớ cho em là vợ mày đã bị bọn tao cắn. Để vợ cho nó mày đã bị đấm tím mặt. Vâng. Vợ mày đã bị cắn vào vai. Đúng rồi. Thế là thằng Phú. Phú. Mày ăn cướp của bao người rồi. Hôm nay tao yêu cầu mày phải mang tiền đi chuộc vợ mày. Khoản tiền là 2 quan tiền. Úi dồi, 2 quan. Sao ít thế? 2 quan. 2 quan được bao nhiêu đâu? À thế thì tuyên bố mạnh rồi. Con mụ này thế này cơ mà. 2 quan này, em bị cắn nên không bỏ. Thôi. Lão Phú, mày phải mang đến cho bọn tao 3.5 quan. Úi dồi ôi, thôi lấy hẳn 50 quan đi cho nó máu. 50 quan. Lão Phú, chúng tao tuyên bố, nếu mày không mang 50 quan tiền đến, bọn tao sẽ... Sẽ gì? Cắt tóc vợ mày, tóc vợ mày, tỉa móng tay vợ mày, tỉa móng tay vợ mày, tỉa lông của vợ mày, tỉa lông của mày. Ở đúng rồi, vừa rồi ấy, em thấy con mụ này đầy lông tay ra lông chân nó nhiều lắm. Vâng. cạo lông luôn. Sau đấy mày mà không trả tiền bọn tao vứt vào chuồng trâu. À không, chuồng trâu không được. Vứt vào chuồng hổ cho nó xé xác vợ mày ra. Mày có mang tiền đến không? Đấy được chưa? Em thấy chưa được. Sao? Đại ca nói thế khác gì mình đang làm đẹp cho mụ đấy. Cắt tóc rồi sửa móng tay rồi. Em thấy đấy không ổn. Thì bây giờ đại ca dọa mạnh nữa nhỉ? Dọa mạnh nhỉ? Đây, em bảo. Đại ca biết thế không ổn đâu. Không để tao dọa mạnh thêm cho dọa mạnh như nào? Tao sẽ dùng cây gậy này. Tao đập một phát vào mắt cá mày. À mà quên. Tao sẽ dùng cây gậy này tao đập vào mắt cá vợ mày. Thương chưa? Tao sẽ dùng cây gậy này tao đập 3 phát vào ống đồng vợ mày, thương chưa? Ôi giời ơi. Thì nó chẳng phải đòi tiền ra. Em thấy là không ổn. Sao không ổn? Không ổn một tí. Sao không đại ca mà viết như thế đấy thì em lại sợ rằng lão Phú lại tưởng là anh em mình đang đùa. Anh em mình đang trêu lão. Làm nào? Bây giờ nhá, mình phải giả giọng của con mụ này. Viết một cái thư nạc danh cho lão đấy. Viết thì nào? Lão mới tin. Nó phải sướt mướt vào. Thế nào? Đại ca nghe này. Anh Phú xa nhớ. Anh Phú. Dạo này anh có khỏe không? Ừ. Lâu lắm rồi em không viết thư tay cho anh. Đấy. Nghe nó sướt mướt chưa? Mùi mẫn. Lão Phú ở nhà sẽ thương, sẽ xúc động. Đúng. Rồi, tiếp này. Anh à, em đau lắm. Chúng em khổ này. Lắm. Chúng nó đánh em. Chúng nó đánh em. Ừ đúng rồi. Chúng nó hành hạ em. Nó đòi cưỡng bức em. Chúng nó còn đòi cưỡng bức em. Đúng rồi. Anh ơi, tiền nhiều để làm gì? Đúng rồi. Tiền nhiều để làm gì khi mà không có em trên cõi đời này? Mùi mẫn quá. Hay quá. Chúng nó bảo nếu như anh không đưa cho chúng nó 50 quan tiền. Đấy thì anh hiểu. Thì chúng nó sẽ cắt tay em, cắt gân em, cắt đùi em, rồi chúng nó khâu miệng em lại. Ui giời ơi. Lúc ấy lão Phú ở nhà đọc cái đoạn thư ấy, cầm lá thư trên tay, nước mắt lưng tròng, xong rồi rưng run, hô ngay mấy thằng kia đâu? Con bao gom tiền, gom tiền vào, mang trả ngay cho mấy anh mắt người. Nghĩ đến cái cảnh mà anh em mình cầm 50 quan tiền, anh em mình chia đôi ra. Úi giời, đại ca 20, còn đâu em 30. Úi giời ơi. Tao lớn hơn tao phải 30, mày 20. Thôi được rồi, nhưng mà đấy xong là anh nhá, có tiền rồi nhá. Có tiền rồi nhá, lúc đấy nhá, em sẽ không làm cướp nữa. Mày không làm cướp thì mày làm gì? Em sẽ đi học cái chữ để em được làm nghề khác. Có chữ ấy, khôn hơn nhiều. Ừ đúng rồi. Nếu mà có tiền thì đi đổi nghề. Việc gì mà phải đi ăn cướp nữa. Mà mày phải đi học. Dạ. Mày đi học chữ à? Vâng, em có biết chữ đâu. Có biết viết chữ. Thì mày không biết viết chữ mà vừa nãy mày đi nói nội dung thư trơn tru thế. Ô, thì. Tao nói nội dung thư đấy là tao nghĩ là mày biết chữ thì tao bảo mày viết. Không, đại ca làm sao ấy nhỉ? Em làm sao biết chữ? Em mà biết chữ thì em đã làm đại ca và đại ca rồi. Thế bây giờ này đại ca biết chữ thì đại ca viết đi nhá. Em đọc cho.
cha tổ sư nhà mày, tao mà biết chữ thì tao bảo mày viết làm cái gì. Ủa, tao thế... cũng không biết chữ. Thế đại ca mù chữ à? Cha tiền sư này. Tao mà biết chữ, tao việc gì bảo mày viết làm cái gì. Mù chữ giống nhau. Bây giờ làm thế nào? Khó nhỉ. Làm thế nào thì... Đại ca muốn em biết. Im. Ừ cái gì mà im. Bọn tao đang nghĩ cách. Cứ âu ẩu ẩu như là cẩu phải bả ấy. Đại ca, bây giờ nhá, anh em mình là không biết viết chữ rồi, thì bây giờ anh em mình chuyển sang là mình vẽ. Vẽ? Vâng. Vẽ làm sao nó hiểu. Vẽ nạc danh. Vẽ nạc danh. Mày có biết vẽ không chứ tao không vẽ được. Em biết. Mày vẽ được à? Được. Thế thì vẽ. Vẽ. Đại ca đợi em tí. Thằng này thế mà ai được xong chưa? Ủi giời ơi. Vẽ chứ không phải là đất đóng gạch đâu mà cứ làm như là xong được ngay ấy. Vẽ có mỗi một cái thư lạc danh mà bằng hình mà mình vẽ lâu thế. Khổ lắm đại ca. Đáng lẽ ra em mà được ăn được học ấy, có khi bây giờ em làm nghề khác, không phải đi ăn cướp như này. Thôi mày tập trung mày vẽ đi. Mày đừng có cậy mày biết vẽ, mày từ nãy giờ mày toàn quát tao rồi. Mày cẩn thận đi, ông đánh bổ bố mày chứ. Có phải nặn đất đóng gạch đâu mà nhanh là nhanh được. Vẽ đi. Nào rồi. Chỉ còn vài lét nữa đâu. Nhanh lên. Còn phải đưa đến nhà lão phú đấy. Được rồi. Đây. Tao không nhìn cái tranh này sao tao chả hiểu là cái gì. Sao lại không hiểu? Đâu mày chỉ giải thích cho xem nào. Đấy nhá, đại ca nhìn thấy không? Đây. Là con mụ béo kia. Đấy. Con mụ vợ lão phú. Con mụ vợ lão phú. Mặt ghê gớm. Đấy nhá. Đấy. Còn đây là em. Biết tại sao là em không? Đấy, bởi vì em ở dưới. Đấy. Rồi. Rất là cao to đẹp trai nhưng mà để phải đứng dưới. Còn đây là đại ca. Đấy. Tao đấy ấy. Vâng. Sao tao xấu thế? Mày vẽ cái gì trong tao luôn là phải to cao, tao phải đẹp hơn mày chứ mày vẽ tao xấu thế này. Đại ca buồn cười nhỉ. Mình xấu để đổi cho cái thằng vẽ. Ở ngoài đại ca không nhìn thấy đại ca thôi. Chứ đại ca xấu lắm. Xấu như mày vẽ sửa lại đi. Mày vẽ như này đến nhà lão phú đã nhìn lão chê tao xấu. Nhưng mà đại ca thì rốt mà. Em phải vẽ như này thì lão phú mới không nhận được ra là anh em mình. Đại ca ngoài này bọn nó còn bảo đại ca là xấu như củ ấu trên rừng, như dây thừng buộc mũi trâu ấy. Thôi, nhìn thôi, như thôi. Cái đầu lâu xương chẩu. Tao đập cho mày một cái guốc của mặt bây giờ chứ mày. Đây là đại loại. Xong rồi như nào nữa? Đại loại là anh em mình vẽ anh em mình mà không phải là anh em mình. Không có lão phú lão ấy cầm cái này đi, lão ấy mang lên quan truy nã hai anh em mình chết. Nội dung tiếp theo nhá là mình bắt cóc rồi buộc dây thừng rồi đúng không? Đấy. Sau đấy là mình đây là con dao. Đây là con dao. Nếu như lão mà không đưa tiền cho mình ấy thì mình phi con dao phát chết mũi luôn. Vẽ thế là nó hiểu. Hiểu ngay. Còn đây. Tiền đâu. Còn đây. Đây là tiền. Này nhìn thấy chưa? Tiền đây, đồng xu đây là tiền. Nhưng làm sao để cho nó biết là 50 quan? Đấy bình tĩnh nào. Khổ quá nhỉ. Đây này, đếm đại ca. 1, 2, 3, 4, 5 gạch. À đúng rồi, thầy đồ bảo rồi. Đại ca có biết đâu mà em mới đi nghe lỏm của thầy đồ chứ đại ca có biết đâu mà thầy đồ. Hôm trước em đi ngang qua nhà thầy đồ, thấy thầy dạy bọn học sinh ấy, học trò ấy là 1 gạch, 2 gạch, 3 gạch, 4 gạch, 5 gạch là... Năm với cả đồng tiền là 50 quan nha. Thằng này thông minh. Dạ. Mang ngay đến để cửa nhà lão phú, đập cửa mạnh vào, thằng nô nó sẽ ra, nó cầm thư vào cho lão phú. Đọc xong thư kiểu gì lão phú phải chuẩn bị tiền, mang sang đây là anh em có tiền. Úi giời, thế bây giờ này. Em sẽ mang cái thư này. Thấy nhá. Em để ở nhà lão phú. Sau đó là em đập cửa. Em đập cửa đây là thằng nô nó chạy ra. Thằng nô nó chạy ra thì nó mang vào. Rồi mình chờ tin của lão phú. Đại ca ở đây nhá. Bây giờ nhá. Có tiền. Đi. Đi tao canh. Trông có mụ nhá. Rồi. Không phải ấm ứ. Ông lấy được tiền xong thì ông sẽ xử mày. Tông khứ. Lấy được xong đấy. Mà chưa phải trả lão phú. Đại ca cho em. Mày bị điên à?
bao giờ có tiền, tao cho mày đi ăn, đi uống rượu, xong cho mày đi vào gọi là lầu xanh, gặp ả đào nghe hát. Đúng rồi. Cái con này nó dữ thế này, mày sờ vào người nó rồi nó cắn, nó cấu, nó đạp cho thì gì. Đạo phú đấy, chỉ vì là lấy con mụ này mà bây giờ mới ra cái lông nỗi đấy. Thôi được rồi, đi đi, nhanh. Mình có tiền rồi thì mình làm gì chả lạn. Mình có tiền rồi thì mình làm gì chả được. Đi. Em đi nhanh. Đi nhanh rồi có tin về cho tao nhé. Lần này là có tiền rồi, có tiền rồi. Ông ơi, có việc gấp rồi ông ơi. Cái gì đấy con? Việc gì thì mày cứ ngồi xuống mà nói. Mày sấn vào mặt ông rồi đấy. Có việc gì mà hốt hoảng thế? Gấp lắm, có tin dữ ông ạ. Tin gì mà tin dữ? Có người ném cái này ở cổng nhà mình ông ạ. Cái gì? Cái tờ giấy nó vẽ nhăng vẽ cuội. Có cái gì mà mày phải hốt hoảng? Không, đây không phải là bọn trẻ con vẽ nhăng quậy, mà đây là người lớn vẽ ông ạ. Người lớn vẽ? Hồi con còn làm ăn cướp ấy, con được học là đây là những cái ám hiệu của bọn cướp nó vẽ. Ám hiệu của bọn cướp là vẽ à? Vâng. Thì nó vẽ cái gì đấy? Đây nhá, uốn éo yểu điệu chắc chắn là bà nhà mình. Còn đây, còn đây là con dao. Ờ đúng, con dao nhỏ quá. Còn đây là hai thằng cướp. Một thằng này là một thằng kèo và một thằng lùn lùn. Hai thằng cướp. Vâng. Một con dao. Bà mày mình. Thế là nó bắt cóc bà nhà mày à? Vâng. Nó bắt cóc bọn tao à? Hai thằng cướp nó dí dao, nó bắt cóc bà nhà mình. Thế nó còn nhắn gửi gì nữa? Còn đây, cái này? Đây là đồng xu, tức là tiền. Còn năm gạch này thì tức là năm xu. Năm xu à? Nhưng mà ông... Mày nói thế nào? Trong năm xu, vợ tao lại rẻ mặt. Có năm xu kìa. Không, Đức làm con dao này, ra bà cướp ấy, đồng tiền này, năm gạch, năm gạch, năm quan, đúng, phải năm quan ông ạ. Năm quan, bà làm sao mà đằng ra năm xu được? Có khi à, đây nó đòi 50 quan đấy con ạ. Rồi chết rồi, đúng rồi, nó bắt cóc bà nhà mình tống tiền rồi. Đây là nó đòi 50 quan. Ông ơi, hay là mình báo quan đi ông? Không được, mày điên à? Báo quan bây giờ thì để nó giết bà. Thế này là nó bắt cóc bà. Dạ. Nó tống tiền ông rồi. Vâng. Nó đòi 50 quan. 50 quan chứ 100 quan, 500 quan cũng phải lo cho bà đến nơi đến chốn. Này, mày lấy dạ. Cái bút, lấy cái giấy, ông viết mấy chữ hồi âm cho chúng nó để nó giữ bà cho an toàn. Không được ông ạ, không viết được. Sao thì không viết được? Con bảo ông nhá. Con nói với ông này, bọn nó vẽ như này chứng tỏ là bọn nó là bọn ít học, bọn không biết chữ. Thì ông phải vẽ lại chứ, ông biết làm sao mà chúng nó hiểu được. Đúng rồi, nó thế này là nó không biết chữ. Mà cái bọn không biết chữ này là nhiều lúc nó ác ôn lắm. Úi dồi ôi, con dao nó chia làm năm bò bà đấy này. Thôi được rồi, mày dạ. Mày lấy cái bút với cái giấy, ông vẽ lại, ông gửi hồi âm cho chúng nó. Không nó giết bà rồi con ơi. Dạ, vâng ạ. Mà Mày nhặt được cái tờ giấy này ở chỗ nào? Dạ con nhặt ở ngoài cổng ạ. Nhặt ở cổng á? Vâng ạ. Tí ông vẽ xong, mày cầm cái tờ giấy của ông, đặt đúng cái chỗ chúng nó vứt cái tờ giấy này. Hiểu chưa? Vâng ạ. Nhanh lên. Trăm quan thì cũng phải trả. Im ngay cái mồm đi. Nhưng người ta đang sốt ruột thì cần... Đi đâu? Đại ca ơi! Hả? Có tin rồi à? Đấy, về đây. Có tin chưa? Có tin rồi. Tin gì? Như lời đại ca bảo. Em mang bức thư nạc danh đến trước cửa nhà lão Phú. À, em gõ cửa rầm. Đấy, không sao nữa. Thằng Nô chạy ra. Nó chạy ra rồi nó lấy bức thư nó mang vào. Đấy. Sau một hồi em ngồi em ngủ một giấc. À, ngủ một giấc xong là
có thư hồi âm. Có thư hồi âm. Trong nhà nó có ầm ĩ lên không? Có chạy đi chạy lại, gia nhân có loạn lên không? Không loạn. Không loạn này. Ừ. Hay là lão này lão ấy không yêu vợ nhỉ? Làm gì có chuyện đấy. Vợ lão đẹp như thế cơ mà. Không nói nữa. Anh em ta đọc thư xem rõ. Xem nội dung từ nội dung. Lão viết à cũng vậy à chứ không phải viết chữ. Chữ thì phải hiểu làm sao được. Cái lão này rất thông minh nhá. Phải nói là rất thông minh vì là lão ấy thừa biết là anh em ta không biết chữ cho nên là vẽ hình gửi lại cho anh em ta. Đâu lão phú đâu, lão phú đâu. Để em dịch nhá. Đại ca ơi, có tiền rồi. Đâu hình đây này. Đây là hình lão phú. Đúng rồi. Cầm đồng xu. Đấy, cầm tiền. Đồng xu có nghĩa là cầm tiền. Cầm tiền và vươn tay ra, có nghĩa là đưa tiền cho anh em ta. Đâu, đấy. Hai anh em mình đâu? Hai anh em mình đây, đây là em, còn đây là anh. Đấy, anh... mày thấy chưa? Lão phú, lão vẽ tao đẹp thế này. Chứ mày vẽ tao lúc nãy trông mặt tao như cái khăn thật. Khổ quá, đấy là lão chưa nhìn thấy đại ca. Cho nên là mới vẽ như vậy. Chắc là hắn nghĩ là đại ca phải đẹp hơn em đấy. Chứ bình thường là em đẹp hơn đại ca đấy. Thôi, nhưng mà như để nghe tiếp nhá. Đấy, lão đưa tiền, em ra nhận tiền. Đấy, em ra nhận tiền. Còn đại ca này khôn không? Đại ca khôn như chó ấy. Đại ca khôn lắm ấy này. Đứng ở đằng sau thôi. Cứ đứng ở đằng sau để nhận tiền thôi. Tao 30 quan, mày 20 quan. Thống nhất thế rồi. Nào. Đúng là làm thì ít mà cứ đòi hít thật nhiều. Bỏ cây hạch ở dưới tao xem là cái gì đấy. Rồi, em biết rồi. Nhưng mà đây đại ca. Có một cái này em đang suy nghĩ này. Cái gì? Nhưng đây là tự nhiên này nhá. Đúng không? Cái theo tâm lý nhá. Là cái đoạn này này. Là đưa tiền rồi. Có nghĩa là anh em mình nhận được tiền rồi. Thì anh em mình phải trả người. Đúng chưa? Nhận tiền và trả người. Thế tự nhiên bây giờ lại lòi ra thêm một cái ảnh thứ hai. Đây. Cái ảnh thứ hai này đây. Đại ca nhìn này. Đây là đại ca cầm tiền này. Đấy, không làm. Mũi tên kìa. Đấy, không xong là đây là em này. Đi. Sao cái lão này lão vẽ. Lão vẽ mặt đại ca mà sao lại hình đầu con chó nhỉ? Mày giờ lấy giờ mày cứ loay hoay mày chửi đại ca. Rồi đây. Trông mặt mày như mặt con gà ấy. Tôi vặn xem tiếp đây này. Nhưng mà đây là đây thì không phải là lão rồi. Váy. Váy thì chắc chắn là mụ này rồi. Thế tại sao mà lấy tiền xong. Úi giời đại ca ơi, em hiểu rồi. Có nghĩa là lão này muốn nhá, anh em mình lấy được tiền xong thì con mụ này phải đi cùng anh em mình. Không được, đi để chết à. Trời ơi, trông nó từ lúc bắt đến giờ tao đang khốn khổ khốn nạn rồi. Vừa lấy nó còn đòi đi, nó kêu nó buồn, tao không giải quyết được cái kìa. Thế bây giờ khổ viết quá. Vẽ thử lại. Vẽ thử lại. Vẽ thử lại à? Vẽ thử lại. Bây giờ nhá, đợi em một tí nhá, mình phải vẽ lại chứ. Không được, đấy nó lại cắn em đau lắm nhá. Thả con này đi thì quá là nghiệp quật. Thế thì bây giờ anh em thống nhất nhá là vẽ lại và yêu cầu nội dung. Nội dung là trả tiền rồi, nhận tiền rồi và trả người. Trả người. Chứ không giữ người. Không giữ người. Đợi tí. Cần. Đợi tí. Sút ruột tắm rồi. Sút ruột quá đấy chứ. Chả mãi không biết bao giờ mới thoát được cái cảnh này. Mày về rồi đấy hả con? Ông ơi. Thế nào? Chúng nó lại gửi lại thư ạ. Nó hồi âm à? Dạ vâng. Đưa ông xem. Để ông xem nó viết cái gì nào. Hai thằng đầu tiên. Ba mày đi này. Ý chúng nó bảo là dạ. Nó nhận tiền. Vâng. Ông phải nhận lại người. Đúng rồi ạ. Không được rồi. Sao lại không được ạ? Mày biết cái gì? Tao không nhận người. Tao cho chúng nó tiền, nó phải mang người đi luôn cho tao. Sao thế hả ông? Thì rõ ràng là chúng nó viết này. Bà về với ông nhá. Thế xong còn hai thằng nó cầm tiền chúng nó đi. Dài à! Mày không hiểu cái gì cả. Tao sẵn sàng cho chúng nó thêm tiền. Để nó mang luôn cái con mụ đấy đi hộ tao. Mày có biết là bao nhiêu năm nay, tao khổ sở thế nào không? Bây giờ tao mới có cái cơ hội tao tháo được cái gông ở trên cổ tao ra. Thế bây giờ tao cho nó tiền rồi, nó bắt tao nhận lại người. Thì tao nhận người về để làm gì? Hả? Để tù túng tiếp à? Mày mang cái giấy, cái bút ra đây. Để ông vẽ lại.
ông hồi âm lại cho chúng nó. Ông sẵn sàng bỏ thêm tiền cho chúng nó, nhưng chúng nó nhận tiền thì nó phải mang người đi, nhận luôn người cho ông. Sao lại có cái người đàn bà mà dữ dằn như bạn mà? Bỏ cái này ra hả? Nhưng mà bà cắn thì sao? Hứa là không có cắn đấy nhá. Làm sao? Cho tôi đi. Đi? Bà điên này, làm sao mà đi được? Bao giờ lão Phú nhá, lão phải mang tiền chuộc đến đây thì chúng tôi sẽ cho bà đi, không giữ bà làm gì nhá. Nhưng mà tao đang buồn. Không nghĩa là bà vui. Bị bắt như này thì ai chả buồn. Bọn tôi cũng buồn này. Bọn tôi buồn vì chưa có tiền thế này. Vui làm sao được. Nhưng mà tao buồn, tao muốn đi. Đi, buồn đi. Buồn đi làm sao được. Cứ ở đây, không phải đi đâu hết. Lão Phú mà mang tiền đến đây thì tôi cho bà đi luôn, tôi không giữ bà làm cái gì. Buồn cái gì mà buồn, vui lên, không gì phải buồn mà. Bao giờ có tiền thì đi. Hả, cái gì? Đi, đi. Đi đâu? Đi đâu? Là áo đi, đi, đi này. Vơ vẩn đi đâu? Ở yên đấy. Bao giờ lão Phú mang tiền đến thì tôi cho đi. Im ngay cái mồm đi. Nhưng người ta đang sốt ruột thì cần đi. Đi đâu? Đại ca ơi. Hả? Có tin rồi à? Đấy, về đây. Có tin chưa? Có tin chưa? Có tin rồi. Tin gì? Như lời đại ca bảo. Em mang bức thư nạc danh đến trước cửa nhà lão Phú. Em gõ cửa rầm 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 rầm. Đấy, không sao nữa. Thằng nô chạy ra. Nó chạy ra rồi nó lấy bức thư nó mang vào. Đấy. Sau một hồi em ngồi em ngủ một giấc. Ngủ một giấc xong là có thư hồi âm. Có thư hồi á. Trong nhà nó có ầm ĩ lên không? Có chạy đi chạy lại, gia nhân có loạn lên không? Không loạn. Không loạn này. Hay là lão này lão ấy không yêu vợ nhỉ? Làm gì có chuyện đấy. Vợ lão đẹp như thế cơ mà. Không nói nữa. Anh em ta đọc thư xem rõ. Xem nội dung thư. Nội dung. Lão viết cũng vậy à, chứ không phải viết chữ. Chữ thì phải hiểu làm sao được. Cái lão này rất thông minh nhá. Phải nói là rất thông minh vì là lão ấy thừa biết là anh em ta không biết chữ cho nên là vẽ hình gửi lại cho anh em ta. Đâu lão Phú đâu, lão Phú đâu. Để em dịch nhá. Đại ca ơi, có tiền rồi. Đâu hình này. Đây là hình lão Phú. Đúng rồi. Cầm đồng xu. Đấy, cầm tiền. Đồng xu có nghĩa là cầm tiền. Cầm tiền và vươn tay ra, có nghĩa là đưa tiền cho anh em ta. Đâu, đấy. Hai anh em mình đâu? Hai anh em mình đây, đây là em, còn đây là anh. Đấy, anh... mày thấy chưa? Lão Phú, lão vẽ tao đẹp thế này. Chứ mày vẽ tao lúc nãy trông mặt tao như cái khăn thật. Khổ quá, đấy là lão chưa nhìn thấy đại ca. Cho nên là mới vẽ như vậy. Chắc là hắn nghĩ là đại ca phải đẹp hơn em đấy. Chứ bình thường là em đẹp hơn đại ca đấy. Nhưng mà như vậy để nghe tiếp nhá. Đấy, lão đưa tiền, em ra nhận tiền. Đấy, em ra nhận tiền. Còn đại ca này khôn không? Đại ca khôn như chó ấy. Đại ca khôn lắm đấy này. Cứ đứng ở đằng sau thôi, cứ đứng ở sau để nhận tiền thôi. Tao 30 quan, mày 20 quan. Thống nhất thế rồi. Nào. Đúng rồi, làm thì ít mà cứ đòi hít thật nhiều. Bỏ cây hạch ở dưới tao xem là cái gì đấy. Rồi, em biết rồi, nhưng mà đây đại ca. Có một cái này em đang suy nghĩ này. Cái gì? Đây là tự nhiên này nhá, đúng không? Cái theo tâm lý nhá. Là cái đoạn này này là đưa tiền rồi. Có nghĩa là anh em mình nhận được tiền rồi. Thì anh em mình phải trả người. Đúng chưa? Nhận tiền và trả người. Thế tự nhiên bây giờ lại lòi ra thêm một cái ảnh thứ hai. Đây. Cái ảnh thứ hai này đây. Đại ca nhìn này. Đây là đại ca cầm tiền này. Đấy, không làm. Mũi tên kìa. Đấy, không xong là đây là em này. Đi. Sao cái lão này lão vẽ mặt đại ca mà sao lại hình đầu con chó nhỉ? Mày giờ lấy giờ mày cứ loay hoay mày chửi đại ca. Rồi đây. Trông mặt mày như mặt con gà ấy. Tôi vẫn xem tiếp đây này.
Đâu nhưng mà đây này. Nhưng mà đây là đây thì không phải là lão rồi. Váy. Váy thì chắc chắn là mụ này rồi. Ừ. Thế tại sao mà lấy tiền xong? Ui giời đại ca ơi, em hiểu rồi. Có nghĩa là lão này muốn nhá, anh em mình lấy được tiền xong thì con mụ này phải đi cùng anh em mình. Không chứ ạ, đi để chết à. Trời ơi, đấy. Trông nó từ lúc bắt đến giờ tao đang khốn khổ khốn nạn rồi. Rồi. Vừa lấy nó còn đòi đi, nó kêu nó buồn, tao không giải quyết được cái kìa. Thế bây giờ khổ viết quá. Thử lại. Vẽ thử lại. Vẽ thử lại à? Vẽ thử lại. Bây giờ nhá, đợi em một tí nhá, mình phải vẽ lại chứ. Không được, đấy nó lại cắn em đau lắm nhá. Thả con này đi thì quá là nghiệp quật. Thế thì bây giờ anh em thống nhất nhá. Là vẽ lại và yêu cầu nội dung. Nội dung là trả tiền rồi, nhận tiền rồi và trả người. Trả người chứ không giữ người. Không giữ người. Đợi đi. Sốt ruột tắm rồi. Trông cái mặt mày giống mặt con gà không? Nghe đại ca thấy chưa? Rút kinh nghiệm nhá, em vẽ đại ca đẹp hơn lão Phú. Đúng rồi, mày phải vẽ tao đẹp còn chứ lại gì. Đương nhiên này. Thôi, đẹp với xấu không quan trọng. Bây giờ phải vẽ rõ cái nội dung cho nó hiểu. Là mình chỉ cần lấy tiền, tôi trả người. Đại ca, bao vẽ? Tao mà biết vẽ thì tao đã không phải bảo mày. Thôi đi rồi, vẽ đi. Khổ quá nhờ, em đã bảo với đại ca rồi. Rồi. Đây có phải đất đóng gạch đâu. Rồi. Đại ca hiểu không? Rồi, chứ vẽ đi khẩn trương. Từ. Lão Phú mà lão đổi ý là không có tiền đâu. Em nói thật với đại ca nhé, mình phải nhử cái này. Mình phải làm thế nào mà để nó lâu một tí. Em đang tính có khi là tối nay em mới mang thư sang. Thôi. Khẩn trương nhanh phút nào thì tốt phút đấy. Rồi. Đấy. À luôn, này, đại ca. Có khi nhỉ? Tí nữa đại ca mang thư sang. Em ở nhà em canh mũ cho. Thôi, mày quen mày mang thư sang. Mày biết gõ cửa rồi, mày biết để chỗ nào. Tao quen ở nhà tao trông mũ rồi. Nhưng mà lúc chia sao đại ca không chia cho công bằng đi. Mày tưởng tao ở nhà trông mũ sướng à? Thỉnh thoảng mũ lại kêu, thỉnh thoảng mũ lại đòi. Lúc thì mũ bảo buồn, lúc mũ bảo đi. Tao phải xử lý. Nó điên lên nó gào ầm ĩ, nó dãy dụa ở đấy. Không có tao giữ thì mày vào nó cắn cho thì mất người. Thôi đại ca cứ ở nhà giữ đi. Chứ con mụ này nó giữ như chó đẻ. Sau này em nói thật với đại ca nhé. Em sẽ đi học bằng được cái chữ thôi. Đấy. Biết chữ thì phải biết nhiều thứ lắm. Được. Lần này có tiền, mày đi học chữ. Sau rồi đi mày đi làm thầy đồ cũng được chứ này. Thì lúc đấy có khi em lại là thầy, con đại ca lại làm trò. Thôi được rồi, khổ quá, nhanh lên. Rồi, xong rồi. Được chưa? Xong rồi. Đấy. Đi. Bây giờ này, đại ca ở nhà, nhá, canh con mụ này. Em chỉ sợ là sang đấy có khi là muộn đấy. Được rồi, mày đi khẩn trương, làm y xì như lần trước nhá. Vâng. Để thư ở đấy, đập cửa, rồi ngồi đợi. Để xem kết quả như thế nào, về báo cho tôi biết ngay, nghe chưa? Nhưng mà bây giờ này, có khi là mà sang đấy là muộn rồi. Thì có khi là xong, có khi là em sẽ ngủ lại đây. Sáng mai em quay về là sẽ có tin nhá. Thôi mày đi thế nào rồi. Mà nhanh nhất phải về đây cho tao. Chứ tao trông con mụ thì tao ngán lắm rồi. Nhớ đợi em ấy. Đi. Ôi trời, đau lưng quá, ôi trời. Đi nhanh lên. Biết vẽ một tí là mình là mày. Sau cái đợt này mày chết đi không? Không biết cái thằng Lô nó đi công việc thế nào mà bây giờ vẫn chưa về. Sốt ruột quá đấy chứ. Chờ mãi không biết bao giờ mới thoát được cái cảnh này. Mày về rồi đấy hả con? Ông ơi, thế nào? Chúng nó lại gửi lại thư ạ. Nó hồi âm à? Dạ vâng. Đưa ông xem. Để ông xem nó viết cái gì nào. Hai thằng đồng tiền. Ba mày đi này. À, ý chúng nó bảo là dạ. Nó nhận tiền. Vâng. Ông phải nhận lại người. Đúng rồi ạ. Không được rồi.
Sao lại không được ạ? À? Mày biết cái gì? Tao không nhận người. Tao cho chúng nó tiền nó phải mang người đi luôn cho tao. Sao lại thế hả ông? Để rõ ràng là chúng nó viết này, bà về với ông nhá. Thế xong còn hai thằng nó cầm tiền chúng nó đi. Dài à! Mày không hiểu cái gì cả. Tao sẵn sàng cho chúng nó thêm tiền để nó mang luôn cái con mụ đấy đi hộ tao. Mày có biết là bao nhiêu năm nay tao khổ sở thế nào không? Bây giờ tao mới có cái cơ hội tao tháo được cái gông ở trên cổ tao ra. Thế bây giờ tao cho nó tiền rồi nó bắt tao nhận lại người thì tao nhận người về để làm gì? Hả? Để tù túng tiếp à? Mày mang cái giấy, cái bút ra đây. Để ông vẽ lại. Ông hồi âm lại cho chúng nó. Ông sẵn sàng bỏ thêm tiền cho chúng nó, nhưng chúng nó nhận tiền thì nó phải mang người đi, nhận luôn người cho ông. Thế sao ông bảo là bao nhiêu tiền cũng phải cứu mà về? Thế đây là đuổi đi phải cứu đâu ạ? Cứu là cứu đi cái cuộc đời tao đây này. Cứu tao thoát khỏi cái kìm, cái kẹp của bà mày. Mày hiểu chưa? Dạ. Nhanh lên! Hú điên, đưa tiền cho. Chỉ bảo mang hộ cái của nợ ấy đi cãi. Thế mà nó cũng không chịu. Đấy, ít ngon thôi. Chắc thì chiều cởi đi mà cởi cái này, cái này. Nó đã về đâu mà cởi, đã có tiền chuộc đâu mà cởi. Mà sao người, người đâu mà kêu thì kêu lắm đấy. Hả? Em cứ một ngày ông đập chết bố nó rồi bây giờ. Rồi, có mỗi đi từ đây sang nhà cái thằng Phú đấy, để cái giấy ở đấy, chờ nó cầm vào, nó mang kết quả ra. Thế mà bây giờ vẫn chưa về, suốt từ chiều đến giờ, bây giờ tối muộn chưa thấy mặt nó đâu thế nào. Thôi chết tôi rồi, không khéo mà lão Phú lão bắt được thằng này thì chết. Cái thằng vừa béo vừa lùn mặt vừa ngu như thế, lão Phú mà lão bắt được thì nó khai ra hết. Nó khai ra hết thì đúng là tù ngọt không? Ui, con lạy trời, con lạy vật. Cho nó đi may mắn nó về. Ui. Cái gì? Hả? Mày cao à? Đây rồi. Đây cao rồi, sao rồi. Ui trời, mệt quá. Nghẹt cái gì mà nghẹt, sao mày đi lâu thế? Ngô em ạ. Rồi. Chuyện là như thế nào, mày nói nhanh tao nghe xem nào. Có cái gì ăn không? Nói quá. Tao đang nói nấu ở ruột. Bụng trên nó gọi bụng dưới nó cào bụng trên thế này. Đại ca buồn cười nhỉ. Cái thằng chạy đi làm thì không đói. Ngồi đây để đói cái gì? Rồi ôi, tao ngồi đây tao phải trông cái bụng này. Nhát nó lại gào lên, nhát nó đòi thả ra. Người ta bảo rồi, người đi không bằng cái người ngồi trực nồi cơm. Chờ cơm đâu làm cơm gì đó. Có cơm đây là tao hình dung ra cái nồi cơm thôi. Thế bây giờ mày sang đấy như thế nào, mày kể đầu đuôi tao nghe xem nào. Trời đấy, như lời đại ca bảo em lại đưa thư, em lại để ở đấy, em đợi thằng Nô nó ra nó lấy. Thế mày có đập cửa không? Có đập cửa. Thế chó mày... sủa gâu gâu luôn. Thằng Nô nó ra lấy sao lâu thế? Nó ra lấy nhưng mà không hiểu sao lần này ông con nhà nó tính toán kiểu gì ấy. Em đợi mãi. Em đợi đến lúc mà em buồn ngủ quá rồi tỉnh dậy thấy bức thư ở đấy thì đã có rồi. Thằng cha mày chỉ ngủ thôi. Đi việc quan trọng như thế mà còn nằm đấy mà ngủ được. Chắc là từ lúc nó bỏ thư ra đến lúc mày ngủ dậy thì cũng mấy canh giờ rồi. Trời đất ơi, cái này nhà trực chờ như thế này mà mày còn đâu thư đâu. Thư đâu. Thế thì không còn bây giờ này nhá. Em mang bức thư ra chỗ cũ nhá, ra cửa nhà ông Phú nhá, sau đó đại ca ra đấy mà lấy. Thôi được rồi, không đùa nữa. Được rồi, bỏ thư ra đây xem nào. Đã bảo rồi, có phải lặn đất đóng gạch, làm được ngay đâu mà. Nhanh. Đấy. Quan trọng là lấy được tiền, quan trọng là giả được con mụ vợ này cho lão Phú, cho nó xong đi. Thư đây. Đâu thư đâu. Giờ cho nào. Dạ đây, bây giờ em đọc thư đấy nhá. Lại là vậy à? Thế mình có biết chữ đâu chả vẽ. Rồi mày giải thích cho là cái hình vẽ này nó lại khác, nó khó hiểu khác. Thế này. Đây này, nhìn đây này. Đâu? Đây nhá. Đây là lão Phú này. Đúng rồi, đấy. Lão Phú, đúng hình lão còn Phú rồi. Còn đây là đồng xu. À, tiền đi chứ gì. Tiền, nhưng mà đại ca ơi. À, úi không xong rồi đại ca ơi. Làm sao? Có nghĩa là bây giờ này, lão Phú bảo là đây này, mình phải mang tiền cho lão đấy. Mày bị điên à? Thì đây, lão ấy bảo là nếu mà muốn
lão nhận người ấy, lão nhận cái mộ này này, thì mình phải mang tiền thêm cho lão đấy, thì lão đấy mới nhận người. Hay là lão vẽ nhầm, tao nói mày nghe, bây giờ lão ấy muốn chuộc vợ lão về, lão phải giả tiền cho mình chứ làm gì có chuyện mình thì phải giả tiền cho lão ấy. Không, mình kiểm tra lại xem nào. Nhưng mà đại ca cái thật đấy, đây này, lão còn vẽ mặt lão này, rồi cầm con dao, rồi cầm cả cái chùy thế này. Ui giời ơi, này có nghĩa là bây giờ ấy, mình muốn trả vợ lão cho lão thì mình phải mang cho lão thêm tiền. Bao nhiêu tiền, tôi giả lão tiền rồi giả con mụ vợ ấy đi. Không để con mụ vợ lấy đi cùng mình được đâu, làm sao mà trông được nó. Bắt cóc vợ lão bây giờ thì còn phải trả thêm lão tiền à? Tôi giải cái vận đen của mày. Rồi, giải cha. Thôi, tôi bây giờ làm thế nào? Rồi, ôi nôi, sao lâu thế con ơi? Xuất hết cả ruột. Ăn đây rồi. Mày về đây rồi. Thế nào con? Dạ, bẩm ông, không thấy gì ạ. Không thấy gì là thế nào? Thế, chúng nó nhận cái bức tranh đấy, nó có hồi âm gì không? Dạ, thì theo lời dạy của ông, lời dặn của ông là con để ở đấy. Thì chúng nó lấy từ chiều rồi ạ. Lấy từ chiều rồi ạ? Vâng. Lấy từ chiều mà không thấy hồi âm gì à? Vâng, con đợi suốt chả thấy gì ạ. Như vậy là có khi là nó xuôi rồi con ạ. Ông vui quá, nó mà chấp nhận cái lời này của ông nhé, ông sẽ thưởng thêm cho mày cả tiền. Đồ ơi, thế là ông sắp thoát được cái con mụ vợ này rồi. Ông được giải thoát rồi con ơi. Ông ơi, nhưng mà bà đi sao ông lại mừng thế ạ? Mày không biết à, bao nhiêu năm nay tao bị mụ ấy kìm hãm, mà nhìn bây giờ xấu chán lại còn ghê gớm chèn nhét tao, bây giờ có phải là ông được như là chim sủ lòng cá xuống ao không? Ông vui mới đi đâu, bà mày ấy chỉ có đi là bị nó bắt cóc đi ít ngày, mà nó mang đi được luôn cho ông thì ông càng tốt, ông càng được thoải mái. Ông thế thì không được ông ạ. Ông quá không được. Bà bị bắt cóc bà đi ông lại mừng, ông lại vui thế thì. Bà này chỉ có đi thôi, chứ có chết đâu mà phải khóc, phải buồn. Hả? Này, ông nói thật nhá, mấy cái thằng đấy cũng không chịu được bà mày đâu. Có khi là chỉ có vài ngày bà mày lại về. Mày nhìn ông này, có sắp rửa rũ một cái là ra toàn xương không? Thế nên bây giờ ông này, để ăn mừng cho cái việc này, ngày mai mày bắt cho ông con lợn, mổ lợn, mời bạn bè của ông, mời cả hàng xóm láng giềng ra ăn mừng, cứ bảo nhà có chuyện vui. Mời hàng xóm láng giềng ăn mừng có chuyện vui ạ? Ừ. Thế, có mời ai thêm nữa không? Mời hết, mời cả làng. Nói đi được là ông cũng muốn mời cả làng sang mừng vui ấy. Hơn nữa ấy, mời cả cái cô hến nhá. Này, bây giờ mày sang mời con hến nhá, bảo sang nhà ông ngay, có việc gấp, được chưa? Ông ơi, bà vừa đi xong mà đêm hôm ông lại gọi con hến sang hú hí, thế thì người ta hàng xóm người ta chửi vào mặt ông. Này, chửi cái gì? Bà mày chỉ bị bắt cóc, bị đi, có khi là đi chơi, sướng quá không về. Này, hú hí cái gì? Chửi gì? Bạn mày có chết đâu mà chửi. Ông ơi, ông như thế nhá, người ta không chỉ chửi vào mặt ông, người ta còn chửi vào cả họ nhà ông ấy. Chửi vào cả họ nhà mày ấy. Chứ mày là cái thằng người ăn người ở sau đấy, xem vào công việc của ông là thế nào. Nghe chưa? Nhớ. Sang nói mức hến, sang đây ngay ông có việc nhá. Mày cứ nghe lời ông dặn gì, mày làm theo như thế, rồi ông yêu, ông chiều, ông cho cả tiền, hiểu chưa? Dạ, thế con đi không nhá? Ừ. Con đi nhá. Cứ đi, nhanh lên khổ quá. Thế bây giờ làm thế nào ạ? Làm thế nào thì tao biết làm thế nào bây giờ. Dạ, bẩm bà, đến nước này thì đã hạ màn được chưa? Đưa cái thư đây cho bà. Bà ơi, cẩn thận ra. Thôi được rồi, qua cái vụ việc này thì mới nhận ra rõ bộ mặt thật của lão Phú. Định đuổi bà mày ra để cưới vợ mới à?
thức đêm mới biết đêm dài, sống lâu mới biết lòng người dở hay. Được rồi, bà sẽ cho người biết tay. Ê, bà ơi, bà cứ bình tĩnh, bà ơi, bình tĩnh nhanh nhanh. Bà ơi, có tiền công bọn con bà ơi. Ôi giời ơi, này, thế này mới biết. Dạ. Là anh em mình cứ sống với nhau thôi. Vâng. Lấy vợ làm gì? Chết. Hến ơi, anh sắp được gặp Hến rồi Hến ơi. Mà không biết, con mụ em kia, không biết mấy thằng kia chịu được mấy ngày. Có khi mà vài bữa nó lại về thì chán. Ôi, đúng rồi đấy. Hến à, Hến sang đấy, nó không phải là đâu Hến à. Hến ơi, anh nhớ Hến lắm. Tôi cũng nhớ ông lắm. Ôi trời ơi, ôi trời, ôi trời. Mình về rồi à? Tôi lo cho mình quá. Mình lo cho tôi à? Tôi lo lắm. Mình lo à? Lo. Thế mà ông còn cho chúng nó thêm tiền để chúng nó bắt cóc tôi đi luôn, để ông một mình tự do tự tại để lộng hành đúng không? Đâu có. Sao mình lại nói tôi thế? Mình lại nghĩ tôi xấu như vậy. Mình đi, tôi lo lắm. Tôi bán hết cả của gia bảo, chuẩn bị tiền để đưa cho chúng nó chuộc mình về. Tôi lo, tôi thương cho mình. Thôi, hạ màn đi. Thằng Nô. Dạ. Hạ màn cho ông mày đi. Dạ, bẩm ông. Thực ra hai thằng cướp ấy, nó là hai thằng bà con nhà con ạ. Mày. Nói như thế là thế nào? Còn thế nào nữa? Tức là mày mấy bà, bảy mưu, bán đứng ông à? Dạ không ạ, à. Con làm sao dám bán đứng ông ạ? À? Con bán ngồi ông đấy chứ. Thằng Nô, mày giết ông rồi! Rồi! Đấy, bây giờ thì mới hiểu được ông yêu thương vợ ông như thế nào. Ông có xứng làm chồng của tôi nữa không? Nô. Dạ. Ra ngoài, đóng cửa cho bà. Có chuyện gì là cũng không được vào đâu đấy nhá. Vâng ạ. Xin mình, còn lại bà. Bà còn xử ông chết với tôi. Trời ơi, sao mà giờ này mà cơm nước vẫn chưa có à? Mày đâu rồi, lên đây. Dạ, con đây ạ. Mày làm gì? Mày làm gì mà để tao gọi bao nhiêu câu mày mới lên, hả? Dạ, con làm theo lời dì dặn. Dọn dẹp nhà cửa, với nấu cơm ạ. Ờ, thế lời tao dặn như thế nào? Tao dặn mày là trước khi tao về, phải có mâm cơm ở đây cơ mà. Mâm cơm của tao đâu? Dạ, con để ở dưới bếp ạ. Đi xuống bếp lấy cái que lên đây. Dạ. Nhanh cái chân lên. Dạ đây ạ. Quỳ xuống. Dạ. Xòe tay ra. Dạ. Xòe. Hư này. Rụt à? Mày rụt tay à hả? Tao ôi bảo mày ơi, ở nhà làm gì? Gì có xin gì? Tao bảo mày nấu cơm cho tao, mày nấu chưa? Mày chỉ biết ăn hại thôi. Mày nói đi. Mày nói đi. Tao bảo mày câm mồm cơ mà. Mày định cho cả cái làng cái tổng này nghe thấy, để mọi người nghĩ tao là gì ghẻ con chồng à? Dạ con không dám đâu ạ. Bây giờ mày làm gì? Xuống bếp, mang mâm cơm lên đây. Dạ. Đúng là không được tức sự gì. Con dâu đã về rồi đấy à? Vâng. Thế tôi không về thì tôi đi đâu? Tôi không về thì lại nói là tôi không vun vén cho nhà chồng.
mà tôi về thì lại nói này nói nọ. Thế con dâu đã ăn gì chưa? Ơ, sao lại ăn gì? Ăn gì là ăn gì chứ? Ôi dồi ôi, tôi đi làm cả ngày mệt nhọc, chỉ mong chờ có cái bữa cơm. Về nhà có cái bữa cơm mà bây giờ U lại hỏi tôi ăn gì, thế là như thế nào? Thế chẳng lẽ tôi ăn ở ngoài à? Tôi ăn ở ngoài thì lại nói tôi tiêu hoang, không giữ của cho gia đình. Đấy, số tôi nó khổ thế này à trời ơi. Người ta làm lẽ thì người ta đáng lẽ là phải được sung sướng, được chiều chuộng. Còn tôi đây này, hết gông mẹ chồng rồi đến gông cả con chồng. Ôi giời ơi. Thôi. U có nói cái gì đâu. Đấy là U thấy chị về thì U muốn hỏi thăm chị một tí thế thôi mà. U không nói. U không nói là nhưng mà U nghĩ. U nghĩ như thế thì U mới nói ra như vậy. Thì thôi. Thế thì U cũng chả nói gì nữa đâu. Thế thôi, thế chị muốn làm gì thì làm. Đấy, bây giờ U còn khinh tôi, U coi thường tôi, U không thèm nói chuyện với tôi đúng không? U để tôi nói chuyện một mình đúng không? Trời ơi, thằng tí đâu, cơm của tao đâu, lâu thế. Dạ, cơm đây ạ. Mày mang cái dạ của mày ra đây. Mày làm gì ở dưới bếp mà lâu thế? Dạ, con sắp cơm mang lên cho dì ạ. Xới cơm. Dạ, con mời dì ạ. Cái gì đây? Hả? Mày định làm cái gì? Mày cho tao ăn cơm cúng à? Mày muốn tao chết đúng không? Dì ơi, con xin dì. Mày xới bát cơm cúng này là để tao chết đúng không? Dạ, con không có ý đó. Xới lại. Dạ, đây ạ. Cái gì đây? Hả? Sao lại có một tí như thế này? Hả? Mày muốn tao chết đói à? Hả? Trời ơi, tôi đi làm quần quật ở bên ngoài như thế mà bây giờ về nhà nó còn không cho tôi ăn cơm, nó để tôi ăn như thế này đấy. Trời ơi, mày muốn tao chết đói, bà mày và mày muốn tao chết đói đúng không? Dạ, để con xới lại ạ. Dạ, đây ạ. Dạ, để con gọi bà ra ăn cơm ạ. Không phải gọi. Bà nói là không muốn nói chuyện với tao nữa rồi. Chắc là ông không ăn cơm đâu. Quỷ đấy, phạt không cho ăn. Mình ơi, tôi về rồi này. Nào, con lên trên đi, dì xới cơm cho con ăn nhá. Dạ. Ôi trời, đâu con ăn gì nào? Mình. Ơ kìa mình. Dạ con chào. Ôi thầy ạ. Mình ơi, mình về rồi đấy à. Ôi trời ơi, sao mình về mình không báo. Mình ơi, em nhớ mình nhá. Mình, ôi, tay của mình có đau không? Chân của mình có đau không? Mình có đau lưng đau vai? Mình không cho tôi nói câu nào à? Không, em không cho mình nói đâu. Em nhớ mình lắm, em không để mình nói đâu. Kìa. Rồi, được rồi. Ôi kìa. Mình. Tí. Thầy ạ. Ngồi xuống đây, ngồi xuống. Ô, sao mặt lại lem nhem thế này? Dạ. Ở đấy mình. Em ấy thì làm quần quật cả ngày, đến bữa vào bếp nấu cơm mà con chả hiểu sao cứ đi chơi nghịch bẩn đến như thế này này, chả giúp em gì cả. Sao con lại nghịch thế hả? Ở nhà phải nghe lời dì chứ. Dì nói như thế nào là con phải nghe, rõ chưa? Vâng ạ. Đấy, mà thôi, đừng có làm phiền thầy nữa, để cho thầy đi ăn cơm chứ. Mình. Cứ từ từ để tôi hỏi chuyện nó đã. Nghe thầy hỏi đây. Thế ở nhà con có ngoan không? Dạ con có ngoan ạ. Tốt. Ở nhà có nghe lời gì không? Con có ạ.
Thế là được rồi. Thế thôi, vào rửa mặt rồi ra đây ngồi ăn cơm. Vâng ạ. Mình ơi, anh sửa cơm cho mình nhé. Này. Dạ. Thế u đâu? Mình nhắc, em lại não hết cả lòng. Đấy, cả ngày em làm việc quần quật rồi, em phải chăm cho cu tí. Em chăm u, em nấu cơm nấu nước sẵn như thế này rồi, em gọi u ra, mà u có chịu ra ăn cơm đâu. U còn dỗi cái kìa. Mình xem đấy, em thì cũng xinh đẹp, có thua kém gì ai đâu, mà phải lấy mình làm lẽ, có khác gì mà con ở nhà này đâu. Kìa mình, đừng có nói thế. Thôi được rồi, chuyện với u ấy, ngày mai tôi sẽ nói chuyện, được chưa? Vâng. Em ở nhà làm việc mệt nhọc, mình làm sao biết được. Tôi đi làm ăn xa, để tôi kiếm tiền về nuôi gia đình, mình đừng trách tôi như thế. À, thế ý của mình là mình đi làm kiếm tiền, còn cái con này ở nhà làm như một con người hầu, đúng không? Rồi rồi rồi, tôi xin. Đây, nhắc đến chuyện đi làm ăn xa, chuyến này tôi với chú Thân đánh được một chuyến hàng cực kỳ lớn. À thế à? Ừ, có quà, có quà. Có quà cho em ạ? À? Đây. Ôi, yêu mình thế. Ơ, thế chú Thân đâu? Mình hỏi lạ thật đấy. Chú Thân chú về nhà chú ý chứ. Sao lại về nhà? Về nhà là về nhà thế nào? Mình phải mời chú Thân sang đây để ăn cơm chứ. Ơ, à, thì chú Thân chú ý có vợ, có con chú ý ở nhà thì chú ý về. Sang bên nhà mình làm cái gì? Mình làm thế người ta lại suy nghĩ em không nhiệt tình với bạn của chồng thì sao? Thôi được rồi, ăn cơm xong tôi sẽ gọi chú Thân sang bên này ngồi uống trà, được chưa? Đây, mà thôi, để em xới cơm vào cho u, chứ không lại mang tiếng là em là con dâu không hiếu thảo. Tôi biết rồi. Mình ơi. Ơi, thế chuyến hàng này xong rồi, bao giờ mình đi tiếp? Có lẽ là sáng mai tôi đi luôn. Cái gì? Vừa mới về mà sáng mai đã lại đi á? Lỡ hẹn với bạn hàng rồi nhá. Mình đi luôn đi. Kìa mình, đi luôn đi. Kìa mình, sắp Tết rồi, đánh nốt chuyến này tôi còn nghỉ chứ. Nhá, nghe lời tôi. Về nhà, ăn được bữa cơm xong lại đi luôn. Kìa, đừng có giận dỗi như thế. Thôi, xới cơm cho u rồi mang vào. Đây. Ấy kìa, từ, cho một chút thức ăn vào chứ. U không ăn thức ăn. Ơ kìa Minh, Minh. Anh Hợi ơi! Anh ơi! Anh Hợi ơi! Úi giời ơi! Đâu? À, ai đấy? À, ai mà la lối om sòm đấy? À, chị ạ, à, à, em Thân. À, dạ. À, chú Thân à? Dạ vâng. À, thế chú đi đâu mà sang đây? Dạ, em sang em hỏi anh Hợi. Đây, đi vào đây đã. Sao? Đây, có gì thì ngồi xuống đây, mình nói chuyện. À, dạ, ngồi chú cứ ngồi xuống. Dạ, dạ vâng ạ. Dạ, vâng. Chú uống nước. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Thế chị cho em hỏi là anh Hợi anh đi đâu rồi ạ? Anh Hợi? Mở mồm ra là anh Hợi. Dạ. Thế không có anh Hợi thì có chị Hợi đây. À, việc gì cứ phải anh Hợi nhỉ? Dạ không, có cái việc này em sang em tìm anh ý, bởi vì chỉ có em với anh ý làm được thôi. Còn chị chắc là không làm được đâu ạ. Không, không bao giờ nhá. Trên cái cuộc đời này á, tôi chưa có một việc gì là tôi chưa làm được nhá. À, dạ. Vâng, chẳng qua là em sang đây em muốn tìm anh Hợi để em với cả anh ý lên nhà cụ Lý xin cái cháp để đi qua cổng. Mà cổng thành không có cái cháp đấy, không qua được, có khi người ta còn giữ lại chị ạ. Vâng. Giữ lại á? Dạ vâng ạ. Ui dồi ôi. Không đi đánh hàng được. Ui thế á? Vâng. Thế ví dụ cụ Lý mà không giữ ý, thì cũng có người khác giữ đấy. Ấy, chị nói thế nào ý? Em lạ gì cái người ở cái làng này? Ngoài cụ Lý ra không ai có thẩm quyền được giữ người khác ở lại.
Làm gì có ai? 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 Tôi. Chị vợ, em xin phép ạ. Ôi trời. Cái gì thế ạ? Sao chị? Ôi, dâu em bị sao? Không phải dâu. Dạ. Ôi. Sao? Rách gì ạ? À không rách. Chú đứng dậy. Đứng dậy. Xoay một vòng. Tôi chết, sao thế hả chị? Nữa. Ôi giời. Ôi giời. Vâng. Đấy, tóc tai kìa. Dạ, vâng. Có vấn đề gì thế ạ? Dạ. Thì tại sao như thế nhở? Sao ạ? Cùng là con người nhá. Vâng. Cùng chơi với nhau. Dạ. Thế mà chú này, đéo ơi, người quần áo ăn mặc thì tươm tất. Còn chồng của tôi thì rõ là luộm thuộm. Chú chơi cùng mà chú chả bảo chồng tôi gì. À thế ạ. Vâng, em cũng bảo anh Hợi suốt. Đi đánh hàng thì nhiều lúc là muốn thuận mắt khách thì mình cũng phải ăn mặc cho nó tươm tất. Đúng rồi. Nhưng mà anh ấy bảo là thôi, những cái vấn đề đấy thì chú mặc đi, chú nói chuyện với khách hợp hơn tôi. Còn tôi ấy, là chân tay lao động của tôi khỏe. Tôi chỉ mặc như thế này cho nó thoải mái, bốc hàng cho nó dễ. Vâng. Mà cũng công nhận. Dạ. Đúng là người đẹp ấy thì mặc cái gì nó cũng đẹp. Dạ. Chứ còn chồng tôi ấy, dạ, tôi cũng may cho nhiều gấm vóc lụa là chứ có phải là ít đâu. À, thế nhưng ạ? Mà mặc lên nó không có hạp, nó xấu lắm. Ô, thế tức là may rất nhiều quần áo đẹp mà không mặc. Chị xem nào, chị cho em. Việc gì phải xin. Đằng đấy không cần xin thì đệ cũng cho nhá. Úi, thế ạ, em cảm ơn chị Hợi nhiều ạ. Dạ, vâng, hôm nào chị thu xếp cho em, chị cho em tất cả những cái đồ mà anh không mặc chị nhá. Thế thì, thì không phải xin. Ở đây hôm nào rảnh thì đây mang sang cho bên đấy nhá. Ôi, dạ, rồi. Chị ơi, anh Hợi đâu rồi ạ? Lại anh Hợi. Suốt ngày anh hỏi thế nhở? Thì đấy, thì em cũng muốn sang, em muốn hỏi anh ý thôi. Là để em với anh ý lên nhà cụ Lý để xin cái cháp, để đi qua cổng thành. Không thì người ta không cho đi qua để lấy hàng. Có khi người ta còn giữ lại. Đang tắm trong nhà ấy kìa. À, đang tắm ạ. Vâng, thế thì mà thôi. À, khi nào anh ý tắm xong thì có gì chị bảo anh sang qua em. Vâng, em xin phép chị ạ. Ôi, từ, ở đây. Thôi, em về luôn. Sao về vội thế? Dạ, thôi. Bảo đợi đi ra để lên cụ Lý cùng thì lại đi về trước. Đúng là người gì đâu. Mình ơi. Vừa rồi có chuyện gì mà ý éo xì xèo thế? Bạn của mình ấy, chú Thân ấy. Chú Thân á? Chú Thân làm sao? Chú Thân sang đây hỏi mình cái việc gì mà sang bên cụ Lý. À thế à? Thế mình có bảo là tôi đang tắm không? Thì chả bảo. Thế sao lại về nhỉ? Ai mà biết? Mà mình xem lại bạn bè của mình đi. Chú Thân thì làm sao? Thế em không nói đâu. Cứ nói đi. Có chuyện gì cứ nói ra. Nhanh lên. Em mà nói ra thì lại mang tiếng. Hỏng hết tình nghĩa anh em. Vợ chồng ấy, đầu ấp tay kề, có chuyện gì cứ phải nói luôn để giải quyết luôn nhá. Nói ra. Mình ơi. Làm sao? Lúc nãy chú Thân chú sang đây chú hỏi mình, thế em mới ra tiếp. Vì mình đang tắm mà. Khi chú đứng gần em, xong rồi chú cứ nắm tay nắm chân em ấy mình ạ. Cái gì? Chú Thân nắm tay nắm chân mình á? Thế chẳng lẽ là em tự nắm? Mình đùa tôi đúng không? Chả đùa. Tôi còn lạ gì chú Thân nữa. Tính chú Thân là một người rất chính trực, không bao giờ nắm tay nắm chân phụ nữ đâu. Ý của mình là như thế nào? Mình nói thế là ý gì? À, đây ý là nói tôi bịa đặt. Tôi là người lăng loàn đúng không? Đấy. Đây là mình còn ở nhà mà mình còn suy nghĩ tôi là người như vậy. Thế những lúc mà mình đi làm xa, mình không ở nhà thì mình nghĩ tôi là con người như thế nào? Rồi. Thôi. Đấy, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi giả mẹ của anh, giả con cho anh đấy, của anh cả. Rồi, tôi xin lỗi mình. Tôi tưởng mình đùa thì tôi đùa theo ấy mà. Hay đùa?
Thôi, để tôi sang, tôi hỏi chú Thân cho ra lẽ nhá. Thôi, lại đi à? Bao nhiêu ngày tháng, về được một hôm, sao bây giờ lại đi? Tôi nói với mình rất nhiều lần rồi, đây là chuyến hàng cuối cùng, chuyến hàng Tết rất quan trọng. Nếu mà không đi chuyến hàng này nhá, thì năm sau ấy, công việc của tôi sẽ không hanh thông đâu nhá. Thôi, cứ để tôi sang bên đấy. Đi luôn đi, đừng có về nữa. Kìa mình phải hiểu cho tôi chứ. Tôi đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Mệt mỏi lắm chứ đùa à. Này, chuyến hàng Tết cuối năm ấy, số tiền tôi có sẽ gấp đôi số tiền vừa rồi tôi đưa cho mình đấy. Thế á? Tôi sẽ đưa cho mình hết. Mình đưa cho em hết à? Không giữ đồng nào cả. Ừ, đấy. Thế thôi, thế mình cứ đi sớm rồi về sớm nhá. Ừ, rồi, tôi đi sớm về sớm với mình. Ừ, đừng có để người ta chờ lâu. Rồi. Người ta đã chờ bao nhiêu lâu rồi, khô héo hết cả người đây này. Ở nhà chờ tôi nhá. Ừ. Tôi đi nhanh rồi về nhá. Ừ. Rồi. Đây rồi. Mình đây. Làm sao mà nóng như lửa thế? Ôi giời ơi. Này, từ từ, nguội đi. Cáu giận nó là kẻ thù của nhan sắc đấy mình ạ. À. Làm sao? Nhưng mà tôi tức. Làm sao? Tôi vừa làm lại cái đi động tác vừa rồi trong lần như nào động tác nè. Tôi điên. Đấy. Cái mà tôi điên thì nó là rất hợp với mình. Mình mà cái dịu dàng nết na trông nó lại không xinh. Mình cứ điên nên là trông nó xinh rực rỡ. Nào có chuyện gì nói cho mình nghe. Úi nhưng mà tôi điên lắm đây này. Làm sao? Đây nhá, tôi bảo cho anh nghe nhá. Ừ. Ở nhà ấy, tôi phải chăm sóc một cái con mụ già. Đã già rồi lại còn mù nữa cơ. Ôi khổ, thương mình quá. Chăm sóc người già vốn đã khổ lại còn bị mù nữa thì lắm tật lắm. Thì thế, ôi dồi ôi nhá. Ăn rồi, thì lại bảo là chưa ăn. Thế. Tôi đưa tiền cho rồi, thì lại bảo là à, nhưng mà tôi đã cầm đâu. Ủa dạ. Rồi ôi điên ruột không? Lắm. Thôi cố gắng. Thế còn chuyện gì nữa? Chưa hết. Thế là như thế tôi nào? Tôi lại còn phải chăm sóc một đứa con của chồng. Nó có phải là máu mủ do tôi sinh ra đâu. Đúng rồi. Ôi. Máu mủ ruột dạ do mình sinh ra. Chăm chút nó thì có làm sao đâu. Thế nhưng mà đây lại không phải con mình. Rồi ôi lại phải rửa đít. Thôi thì phải biết. Nào là rửa đít không? Ui dồi tối nó đái dầm ra đấy ướt hết váy của tôi đây này. Và váy đây lụa là gấm vóc bao nhiêu tiền? Thôi được rồi mình ơi bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Mình phải chịu khó. Bây giờ phải nghĩ cách. Mình ơi, mình có muốn ở bên cạnh tôi không? Thì ai chả muốn. Đấy, muốn thì phải cố gắng. Mình có muốn là mình và tôi sẽ đi một nơi thật xa. Ở đấy bình yên, không có ai quấy phiền. Thuê mấy đứa gia nhân hàng ngày nó hầu hạ. Để hai đứa mình hoan hỉ nha. Thế thì ai chả thích. Nhưng mà phải làm cách nào? Cố gắng lên. Chịu đựng thêm một thời gian nữa. Chấp nhận hậu hạ cái con mụ già mù đấy. Thế này thôi, chịu khó một thời gian, chấp nhận rửa đít cho cái thằng cu ấy thôi cũng được. Chỉ cần tỏ ra là mình nhiệt tình, tỏ ra là mình
quan tâm chăm sóc đến hai người đấy là lão già kia lão sẽ phát hiện ra, lão sẽ thấy lúc ấy rồi thì bao nhiêu tài sản lão giao cho mình rồi. Thôi lúc ấy nhé, mình ôm cả cái cục tài sản đấy đi cùng tôi biến về một nơi xa, mình thấy thế có được không? Nghe thì cũng thích đấy. Nhìn thấy cái cảnh tượng đấy là tôi đã không thể nào chịu đựng được rồi. Thế làm thế nào? Hay thôi, tôi không làm nữa đâu. Bao nhiêu tiền thì tôi cũng chả cần đâu. Ghê lắm. Bây giờ mình phải cố gắng lên. Cố gắng lên không phí mất bao nhiêu công sức mình đã làm. Không được. Tôi sẽ phải đốt. Ấy, không được, không được, không được đâu, không được đâu. Mình phải hết sức bình tĩnh. Đốt thì nó cháy hết à, cháy hết cả cái gia sản ấy à. Thế thì làm sao mà tôi đàng hoàng đi vào cái căn nhà đấy mà ở với mình được. Không phải là đốt nhà. Thế làm nào? Mà là đốt cháy giai đoạn. Tôi sẽ phải làm nhanh lên, làm mọi việc thật nhanh lên. Vậy thì mình làm như thế nào? Mình đã nghĩ ra cách nào chưa? Đương nhiên là tôi nghĩ ra rồi. Rồi. Bây giờ nhá, tôi sẽ dẫn một con mụ già đấy. Mụ đấy không nhìn thấy đâu. Mà cái thằng kia ít tuổi, làm sao nghĩ được cái gì? Sẽ cho hai người đấy đi vào rừng. Vào rừng rồi một người già bị mù, một đứa trẻ con không biết gì thì làm sao mà về được đến nhà nhỏ? Thật là đốt cháy giai đoạn, thật là tàn ác, thật là tàn nhẫn đấy. Cái và kết làm sao? Là làm sao? Khi lão chồng tôi về mà lão ấy có hỏi thì tôi cứ bảo là em có biết gì đâu. Không được, không được, không được, không làm được. Làm sao? Tôi sẽ bổ sung cho mình. Như thế nào? Sau khi mụ già đi vào rừng rồi, mất tích cùng đứa trẻ trong rừng sâu. Đúng. Mình phải về nhà. Khi chồng nó hỏi, mình phải tỏ ra đau khổ. Đau khổ, đúng. Mình phải đúng, khóc nóc thảm thiết, đắng cay, tiếc thương gì chưa. Làm sao để thằng chồng nó thấy thương mẹ nó quá, thương con nó quá, nó lại đi vào trong rừng. Và nó đi vào trong rừng rồi. Là nó cũng thương tiếc và nó bị luôn trong rừng. Không phải lạc luôn trong rừng. Khi nó vào rừng sâu thì nó gặp ngay một con hổ dữ. Đúng. Nó ăn thịt thằng chồng. Lúc ấy thì tôi đàng hoàng bước vào căn nhà ấy. Và tôi sẽ là phu quân của mình. Mình thấy có ưng không? Thế lúc đấy rồi mình có nhớ là ai đưa mình vào nhà không? Nhớ, nhớ chứ. Nhưng mà trước mắt là hôm nay. Khi mà nó đi ra khỏi nhà, nó có đưa cho mình tiền không? Tôi đang cần tiền, có việc quan trọng lắm. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi. Khổ quá, hôm nay tôi có việc quan trọng, cần phải sử dụng đến tiền. Nó có đưa cho không? Đưa đấy. Đây này. Trời ơi, tôi đang cần tiền, có việc rất là quan trọng. Tôi đi. Này! Hả? Sao mà cầm tiền xong là đi luôn à? À đâu? Tiền là để tí nữa giải quyết công việc. Đây, cho nó vào đây. Còn bây giờ bây giờ thì làm sao? Tôi phải đi với mình chứ. Nào. Đi nào. Ui. Ui. Cái gì thế? Cái gì thế? Ôi, con? Hả? Chồng con đâu ấy? Chồng làm sao? Chồng làm sao hả? Chồng con đi đánh hàng. Con nghe người ta báo tin là chồng con bị cơn gió độc. Nên là bây giờ đang nằm liệt giường ở trên đấy rồi ạ. Ôi trời ơi, con nói cái gì? Con nói chồng con đang nằm liệt một chỗ à? Thế bây giờ nó đang nằm ở đâu? Uống cái bình tĩnh, uống cái bình tĩnh. Không là con dối không ơi? Uống cái bình tĩnh của nhá. Thế thì làm thế nào bây giờ? Làm thế nào? Con đây, con đây. Uống cái bình tĩnh. Con vừa được người ta mách là có cách chữa cho chồng của con. Có một thần y đấy sẽ chữa được cho chồng con luôn ạ. Ôi, thế thì con đi ngay lấy thuốc cho chồng con đi. Vâng. Thì con cũng vừa mới được nghe người ta mách là thần y ở trong rừng sâu mà
cứ đi theo hướng đông là đến. Nhưng mà nếu con đi thì con lo cho U với cả thằng cu tí, con không đi một mình được. Thế thì làm thế nào bây giờ? À, mà thầy này cũng lạ lắm U ạ. Thầy chữa bệnh bằng cái tâm, nên là phải đầy đủ gia đình của mình đi vào đấy thành tâm cầu xin thì thầy mới cho thuốc để chữa. Thế à? Vâng. Ừ, nhưng mà thôi, vì sức khỏe của chồng con, vâng, thì sáng sớm mai U và con, vâng, và thằng cu tí, vâng, chúng ta cùng đến nhà thầy Lang nhá. Dạ vâng, để vâng, để lấy vâng thuốc cho chồng con nhá. Vâng. Được rồi, để U đi chuẩn bị đây. Dạ. Quả này bà một đi không trở lại đâu. U ơi, U xong chưa U ơi? Xong rồi, nhanh lên con, nhanh lên đóng cửa vào. Dạ. U ơi nhanh lên. Đây đây đây. Chứ không thì trời tối mất. Ừ. Xong rồi con. U ơi thầy á, thầy khó tính lắm. Ừ. Nên mình phải đi sớm U ạ. Ừ, con ừ, cầm ừ đấy. Nào. Đây mình đi bên này. Thế con đi. Con gì vào đi. Bà ơi bà đi từ từ thôi không có ngã. Ờ được rồi. U ơi, U nhanh lên đi ạ. Ờ. Con biết là U mệt, nhưng mà thôi U chịu khó nhá. U vất vả một tí để giúp cho chồng con mau khỏi bệnh. Ừ. Con nghe nói thầy Lang này giỏi lắm, chữa được bách bệnh. Thế à? Nhưng mà mình phải có cái tâm, mình phải đến tận nơi mời thầy về cơ. Ờ. Mà nhà thầy lại tít ở trong rừng. Thế thôi U con mình đi sớm về sớm không thì tối U nhá. Ờ, thế U con mình chịu khó vậy. Vâng, đi, vâng. Đi nha cháu nhá. Con đi với bà đi. Cứ đi đi, đi xem có về được hay không. Bà, ui giời ơi, nhanh cái chân lên nào. Đi cẩn thận đi nhá con. Hai bà dạ cháu đi nhanh lên. Ôi giời, đấy. Ôi giời ơi, thế con đi được không? Cái chân nhấc nhanh lên. Thế bây giờ là con nhìn được đường không thì bảo. Con đi chậm chậm một tí cho U theo kịp với. U có nhìn thấy đường đâu. Dạ đúng rồi gì ạ, bà không nhìn thấy đường đâu ạ. Mày im một. Ai cho mày nói leo hả? Ai dạy mày cái thói đấy? Thôi được rồi. Cu tí, con nhớ nhá, người lớn đang nói chuyện là con không được nói leo vào nghe chưa? Dạ. Con ơi, thế đã sắp đến nhà thầy Lang chưa nhỉ? Sao hỏi gì mà hỏi lắm thế? À, thì U con ta đi bộ cũng khá lâu rồi đấy chứ. Khi nào đến ấy, thì tôi khắc tự bảo. À mà U ơi, hả? Con bảo này, hả? Hay bây giờ như thế này nhá. Bây giờ cứ dẫn U với cả cháu đi, thì có khi tới tối cũng không tìm được đến nhà thầy Lang ấy. Thôi, bây giờ U với cả con ngồi xuống đây. Hả? Để một mình con đi tìm thầy Lang, một mình con chịu khổ cũng được. Một mình con á? Vâng, chứ bây giờ U ơi, con thương thầy nó lắm. Con ơi, dì xót cho thầy con lắm. Bây giờ con chỉ mong tìm được thầy Lang sớm để chữa bệnh cho chồng con thôi U ạ. Bây giờ dẫn theo U với cả con đi, đến tối có khi cũng không tìm được đến nhà thầy Lang. Sốt ruột lắm. U nhá, U ngồi đây U nhá. Mà U nhớ khi nào con về thì U mới được đi U nhá. Chứ U đi linh tinh ở trong rừng như thế này, lỡ bị làm sao thì
Con cũng không biết đường phải sống như thế nào à. U biết rồi, U biết rồi. Dạ. Thôi, thế thì U với lại thằng cu tí ở đây đợi con. Thôi thì con thượng chồng con. Dạ. Thượng con trai U. Con chịu khó đi một mình nhá. Rồi U và thằng cu sẽ ngồi ở đây đợi con. Dạ. Con đi U nhá. Ừ, đi cẩn thận con nhá. Con đi tìm chỗ nào ngồi đi. Nào. Dạ. Đâu? Chỗ nào? Dạ. Ôi giời. Nào. Dạ. Ngồi xuống đi con. Ngồi xuống cho đỡ mỏi chân. Con có mỏi chân lắm không? Dạ con có ạ. Ừ, thế thôi bà con mình cứ chịu khó ngồi đây đợi dì. Dì đi lấy thuốc cho thầy con nhá. Dạ. Ừ. Con đói bà ơi. Con đói à? Ờ, thế con thử xem trong tay nải có còn cái gì ăn không? Dạ, không còn gì bà. Yeah. Ờ, chắc là dì con cũng sắp về bây giờ đây. Chịu khó nhá con nhá. Dạ, con khát nữa ạ. Ờ, khát nước à? Ờ, thế con đưa cái gậy đây cho bà. Hai bà con mình đi tìm xem ở quanh đây có cái suối, cái hồ nào không. Có khi có nước mà uống đấy. Nào. Dạ. Dẫn bà đi nhá. Dạ. Ôi trời. Ôi trời ơi. Nào. Ôi trời. Ôi trời. Đi cẩn thận đấy con nhá. Dạ. Mình đi vào đây. Cứ đi vào đây đi mình. Nào. Đấy, mình đi sang đây, không phải sợ gì đâu. Nhưng mà tôi vẫn cứ thấy nó ghê ghê thế nào. Ghê là ghê thế nào. Bây giờ ấy, toàn bộ cái cơn cơi này là thuộc về hai đứa mình. Mình giỏi quá. Từ nay tôi không phải ăn ở khổ sở nữa. Từ nay tôi được ở trong căn nhà to rộng đàng hoàng rồi. Cái công là của ai? Công là của mình. Thế thì mình có chiều chuộng em không? Có. Thế nhưng mà này, hả? Tôi vẫn hơi lo một tí. Không biết là mụ già mù mấy đứa trẻ liệu là nó có về không? Về bằng mắt à? Một người thì bị mù, còn cái thằng danh con kia nó có biết đường đâu. Mà trong rừng sâu như thế thì làm sao mà về được? Dồi ôi, hổ dữ, thú dữ thì làm sao mà về được? Con mà mất xác rồi, về bằng niềm tin. Được. Từ nay trở đi không còn ai quấy quả mình nữa. Tôi sẽ chiều chuộng chăm sóc cho mình mỗi ngày. Thì tôi thì hôm nay thì để tôi từ từ đã. Piu piu. Vào đây. Cẩn thận đầu em. Trời ơi. Mình ơi. Mình. Mình ơi. Ôi. Ôi cái gì đấy? Trộm. Này. Trộm. Ôi trời ơi mình ơi. Ôi trộm mình ơi, mình ơi. Ôi trời ơi mình ơi. Kìa. Mình. Mình có làm sao không? Mình ơi. Trộm trộm vào mình nhà. Trộm à? Vâng. Mình có làm sao không? Sợ quá. Ngồi xuống. Sợ quá mình ơi. Mình ơi. Mình đi vắng. Ở nhà có một mình em.
Trộm nó vào trong nhà em sợ quá mình ơi. Thế U với cu tí đâu? Đừng khóc nữa. U với cu tí đâu? Em không dám nói đâu. Nói thì cu tí nhà mình ham chơi, đi chơi với bạn ở trong rừng ấy, các bạn thì về được, mà cu tí thì bị lạc, nên là bà thương cu tí quá, bà đi vào trong rừng tìm cu tí rồi. Cô sáng mắt thì cô không đi tìm, cô lại bảo U đi tìm là thế nào? Thì em có biết đâu, U cứ nặng nặng U đòi đi đi chứ, mà em có biết đường đâu mà tìm, bây giờ phải làm thế thì nào? Thì cô nghĩ là U biết đường đi tìm à? Hả? Tại sao cô không đi cùng với U? Thế bây giờ phải làm thế nào? Còn làm thế nào nữa? Đi tìm U ngay. Không, từ từ mình ơi, bây giờ trời cũng muộn rồi, em lo cho sức khỏe của mình á, để sáng mai đi, sáng mai vợ chồng mình đi tìm. Sáng mai cái gì mà sáng mai? Đi tìm ngay bây giờ. Bà ơi, bà đi cẩn thận bà nhá. Ờ, đây. U. Ôi, ôi, U sống khôn đắc thiệt, U đừng có dọa con ơi. Này chị, tôi đã chết đâu mà chị phải khóc lên như thế. Con cứ tưởng U đang lạc ở trong rừng rồi á. Mạng của bà cháu tôi vẫn còn lớn lắm, cho nên không lạc mà cũng không chết được đâu. Vâng. Ôi, thế thì con đỡ lo rồi. Mình ơi, U vẫn còn sống mình ạ. À. Mình ơi, em vừa có lạc. Dám nói về U tôi nữa à? Ok Minh. Hả? Sao? Cô là một người vợ lăng loạn, người đàn bà khốn nạn. Cô dình lúc tôi không có ở nhà, cô đưa U con tôi vào trong rừng để cho hổ ăn thịt. Cô vào lăng loạn với nó, cô còn gì để nói nữa không? Ok Minh, sao mình lại đổ oan cho em như thế? Em lăng loạn với ai? Chú Thân đâu? Đi vào đây. Đi vào. Đây nó đây. Nó đây anh ạ. Đi vào. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Tôi nói cô quỳ xuống. Bây giờ cô còn muốn nói gì nữa không? Mình. U ơi, U xin cho con với U ơi. Chắc là chị vẫn ngạc nhiên là tại sao bà cháu tôi lại về được đến đây đúng không? Lúc chị nói là đi vào rừng đến nhà thầy lang lấy thuốc cho chồng chị, tôi cũng đã sinh nghi. Nhưng mà vì thương con cho nên tôi vẫn cứ đi. Nhưng lúc đi vào rừng với chị là tôi... Rồi. Nào, đi. Đi nào. Bây giờ thì các người hết cãi rồi nhá. Mình không nói nhiều. Giải lên quan. Phạt cái tội mưu sát. Đúng là ác giả ác báo.